Thưa quý vị, hôm qua tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử và quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ bé trai 3 tuổi nghi bị ép sử dụng ma túy. Nguyễn Thảo Nguyên, 23 tuổi, mẹ ruột của cháu bé và người tình là Lê Văn Bậm, 44 tuổi, bị xét xử về tội hành hạ người khác. Ngoài ra, Bậm còn bị cáo buộc thêm về tội tàn trữ trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, cả hai bị cáo thừa nhận đã nhiều lần sử dụng ma túy đá chung cùng với một người phụ nữ khác. Riêng ngày 15 tháng 4 năm 2022, sau khi sử dụng ma túy, Bậm đã cho cháu Tê, 3 tuổi, con ruột bị cáo nguyên, ngậm hết dụng cụ sử dụng ma túy đá mà mình vừa sử dụng xong. Bị cáo Bậm cho rằng hành vi trên chỉ là đùa giỡn với cháu bé và không nhớ rõ bên trong tổ còn ma túy không hay chỉ có khói. Ngoài ra, Bậm thừa nhận hành vi hành hạ cháu bé chỉ vì lý do bé quấy khóc không chịu ngủ còn bị cáo nguyên cho rằng việc bị cáo bậm cho con trai mình hút ma túy là giỡn để quay clip trước đó trong quá trình điều tra người mẹ này khai thấy thích thú khi nhìn bậm hành hạ con trai nên quay clip gửi cho bạn bè xem để giải trí hội đồng xét xử nhận định bậm có dấu hiệu phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngoài ra bậm và nguyên còn có dấu hiệu của tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy từ đó hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung